giả, như Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đã đưa tin, hiện tại mọi phương tiện đều phải tạm ngưng lưu thông qua cầu Thống Nhất do cầu này đang trong quá trình nâng cấp sửa chữa. Lần gần đây nhất là hồi tháng 6 vừa qua, Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh cũng đã một lần tiến hành sửa chữa nâng cấp cải tạo lại bản mặt cầu. Có thể thấy chỉ trong thời gian ngắn, cầu Thống Nhất lại tiếp tục xuống cấp. Vậy nguyên nhân là do đâu? Giải pháp căn cơ của cơ quan chức năng cho thực trạng này là gì? Kính mời quý vị khán giả cùng phóng viên TTV11 đi tìm câu trả lời qua phóng sự sau đây. Cầu Thống Nhất nằm trên địa bàn xã Phước Ninh, huyện Chi Minh Châu. Ở hai đầu cầu không có biển giới hạn tải trọng. Đồng nghĩa với việc tất cả các phương tiện đều có thể qua cầu. Do đó, ghi nhận thực tế, mỗi ngày số lượng phương tiện tham gia lưu thông qua lại cầu là rất lớn. Trong đó có nhiều phương tiện chở vật liệu xây dựng với tải trọng lớn. Áp lực giao thông đã khiến mặt cầu xuống cấp, mặt nhựa lót cầu bị đội lên, thậm chí nhiều chỗ bị bong mất cả phần mặt nhựa, làm lộ cả phần sắt thép bên trong, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Địa phương á thì cũng đã đề nghị cho Sở Giao thông Vận tải, Sở Giao thông cũng đã sửa chữa cầu Thống Nhất, thì qua quá trình sửa xong thì cái trọng tải của các xe á thì nó quá nặng, làm cho cái mặt cầu nó bong tróc, thậm chí là tới luôn cái là sắt thép ở dưới á. Thì trong thời gian tới á thì cũng đề nghị là chúng ta có cái cấm cái biển trọng tải của đối với cái cầu Thống Nhất này để quy định rõ cái trọng tải của xe qua lại. Vừa qua là coi như là Sở Giao thông cũng đi kiểm tra là cái lớp phủ mặt cầu hiện nay là bị bong tróc. Tuy nhiên á là cái bản mặt cầu phía dưới á thi công là coi như trước á là bản mặt cầu là vẫn đảm bảo. Còn cái lớp phủ bị bong tróc thì Sở Giao thông Vận tải cùng đơn vị thi công đánh giá lại, thì do là cái thời gian thi công ngắn và lớp phủ mặt cầu chưa đạt đảm bảo cường độ là khoảng 80% thôi, thì do cái lưu lượng lớn nữa thì như vậy là do lưu thông sớm thì cơ bản mặt cầu bị bong tróc. Thì trong thời gian này là đơn vị thi công vẫn là còn bảo hành, thì giữ đơn vị thi công sẽ sửa chữa lại toàn bộ cái lớp phủ mặt cầu thì ở bên trên. Cùng với mặt cầu, tuyến đường Phước Ninh cầu Thống Nhất cũng đang trong tình cảnh tương tự. Mặt đường bị biến dạng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Trong khi đây chính là tuyến đường quyết mạch nối trung tâm huyện Chi Minh Châu với xã Phước Ninh và khu vực Hồ Châu Tiến, lưu lượng phương tiện qua lại cũng không phải là ít. Thì đối với cái đường 784B có điểm đầu là đường 784, điểm cuối là đường 781. Thì theo kế hoạch của Sở Giao thông Vận tải thì trong năm 2023 là sửa chữa đường 784B. Thì vừa qua thì ngày 17 tháng 10 thì Sở Giao thông Vận tải có phát lệnh khởi công. Thì hiện nay là đơn vị thi công đang ban gạt để khắc phục những cái hư hỏng. Thì trong thời tiết còn mưa thì cái đoạn mà qua rừng lịch sử thì cái đoạn này thì khi thời tiết nắng ráo thì đơn vị thi công sẽ coi như ban gạt, nâng đá và thảm bê tông nhựa mặt đường tại cái đoạn mà từ cầu Thống Nhất đến đường 781. Lại nói về cầu Thống Nhất, chỉ tính riêng trong năm 2023, cây cầu này đã hai lần được tiến hành sửa chữa. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần có giải pháp căn cơ hơn để xử lý dứt điểm, hoặc ít ra là kéo dài thời gian sử dụng của các công trình, tránh trường hợp hư rồi sửa, sửa rồi lại nhanh hư.